Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết về thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe MGZS. Chiếc xe MGZS nó sẽ có 3 phiên bản cho you lựa know, chọn là bản Luxury, bản Comfort và bản Standard. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại khi mà sang tháng năm này đang có chương trình khuyến mại như thế nào thì phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe ạ. À. tổng bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. À. Ok, phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe MG ZS bản 1.5 bản standard. Nó sẽ bản thấp nhất của dòng xe MG ZS anh em nhá. Với giá miết của chiếc xe này đang là 519 triệu ạ. À. Sang tháng 5 này thì đại lý chúng em đang bán với cho anh em với giá đang là 509 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 10 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe MGZ bản 1.5 bản standard này năm máy nội đang là 594 triệu. Còn trả góp thì đang là 194 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 565 triệu. Trả góp thì đang là 165 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 583 triệu Trả góp thì đang là 183 triệu ạ à. Còn một giá tốt hơn Hay là khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi thêm máy nào Thì anh em có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhà. Ok tiếp theo tiếp cho về một chiếc xe MG ZS Bản 1.5 Bản Comfort ạ à. Với giá mít của chiếc xe này đang là 569 triệu ạ à. Sang tháng 5 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 559 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 10 triệu tiền mặt ạ Vậy thì chiếc xe MGZ bản 1.5 Comfort này Năm ấy nội đang là 650 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 211 triệu Còn là tỉnh thì đang là 620 triệu Trả góp thì đang là 181 triệu ạ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 638 triệu. Trả góp thì đang là 199 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để gửi lại thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ Ok, tiếp theo tiêu cho về một chiếc xe MGZ bản 1.5, bản Luxury ạ. Nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe MGZ anh em nhé. Với giá biết của chiếc xe này đang là 619 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 609 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 10 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe MGZS bản 1.5 Luxury này Làm mấy nội đang là 706 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 227 triệu Còn là tỉnh thì đang là 675 triệu Trả góp thì đang là 197 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 693 triệu Trả góp thì đang là 215 triệu ạ trong phần trả góp thì em tính vào cho anh em là anh em có thể vay được 80% giá trị của xe Thời gian vay lên tới 7 năm hoặc 8 năm đấy ạ Và có thể hỗ trợ cho em là nợ xấu và tỉnh xa được em nhá Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe MG ZS rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này xin phép em sẽ dừng video đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé đến sự cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của MG cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok Svep em sẽ dừng giao đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ Và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ